Xin chào tất cả các chị ạ. Chào mừng các chị quay trở lại kênh Nhện Kiểng Lá của em ạ. Thì trước mắt các chị đây là cái cây mon Montra. Và đây là cái dòng giải ngân hà của mấy anh Thái Lan đây nha anh chị. Mon Thái Con. Đó. Đây là cái cây giống nha anh chị. Thì cái cây giống mà em đang lên cái clip này thì có chiều cao khoảng 18 cm nha anh chị. Đó. Và cái dòng những cái lô cây giống như thế này ấy, thì em bán rất là nhanh. Và số lượng cây ở trong vườn thì luôn luôn là trong tình trạng là hết hàng nha anh chị. Đó. Những cái cây dòng Thái Con này thì em nói sơ sơ một chút về nguồn gốc của nó này. Tại sao lại gọi là cây Mon Thái Con, tức là cái cây này do cái người Thái người ta nhân giống trong phòng thí nghiệm á, tức là người ta làm mô á, thành công. Và Việt Nam mình bây giờ cũng thành công, và từ cái việc như vậy lên cái tên của nó là cái cây, nó mang từ cái nguồn gốc của cái cây như vậy nhé. Nói chung là nó xuất xứ từ bên Thái, xuất xứ cái cây mô từ bên Thái. Và cái cây mô như vậy này đã được dân chơi kiểng lá người ta trồng từ rất lâu rồi, và lên những cái cây mẹ, lên những cái cây lớn ấy, thì những cái va của mảng va của nó này nó vẫn hoàn toàn là ổn định nha anh chị. Đó, cho nên là được cái cây Mon Thái Con này được rất là nhiều người ưa chuộng. Thứ nhất là cái việc tăng kích thước lá rất là nhanh. Từ đây anh chị có thể để ý này, từ những cái lá nhỏ này đấy, từ những cái lá nhỏ này đến những cái lá lớn này, mỗi một cái lá mới là cái kích thước lá nó tăng lên khoảng gấp rưỡi so với những cái lá trước đây, lá trước đó. Và cái mức độ va rất là ổn định nha anh chị. Đó. Trồng sau Thái thì nó có những cái đốm đốm như này anh chị này, lâu lâu nó có những cái mảng như này, nhưng về cơ bản là những cái đốm đốm này thì rất là đẹp. Sau này anh chị trồng lớn này, lá nó xẻ ra, nó xẻ rồi nó có lỗ, sau này anh chị sẽ thấy là cái độ đẹp của nó như nào. Và cái dòng mon thì nó rất là khỏe nha anh chị. Ngoài một số những cái bệnh theo mùa ra thì cái dòng mon này gần như là không có bệnh gì nữa nhé. Theo mùa thì nó sẽ bị một số trường hợp như bệnh rỉ sắt này, rỉ sắt, hoặc là nó bị một số cái bệnh nấm. Thì anh chị có thể trước những cái mùa đó anh chị xịt phòng đi, là anh chị hoàn toàn yên tâm trồng cây này. Thì trước mắt các anh chị là một cái cây giống, nhưng mà thực ra là cái cây này em đã trồng thuần từ trong cái chậu rất là lâu rồi. Đó, giá thể thì em cũng đã lựa lọc một số những cái giá thể rất là tốt để em trồng cây này. Thì ở đây em còn hôm nay em lên cái clip thì em sử dụng cái cây giống như này, chiều cao nó khoảng tầm 18 cm như này. Thì tiện đây em cũng xin bán luôn cái cây này nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu về cái cây Mon Thái Con này thì có thể inbox cho em luôn, hoặc là em sẽ công khai giá luôn. Đó là cái cây này em sẽ bán với giá là 300.000 nhé. Và cái giá này thì chưa bao gồm phí ship đâu. 350.000 là em bao ship, còn 300.000 thì cái phần ship đấy thì anh chị sẽ tự thanh toán ở bên để vận chuyển. Và em sẽ bảo hành cây nhé. Thứ nhất là bảo hành chuẩn cây này. Thứ hai là bảo hành về cái cây khi bị hư hoặc là bị dập gãy ở trên cái quá trình vận chuyển nhé. Thì em sẽ bảo hành một đổi một, hoặc là mình có thể thương lượng cái đó. Ok. Thì cái cây cơ bản là anh chị có thể thấy là cái cây này là cái mảng va của nó ra rất đều, tất cả các lá nhé. Tất cả các lá đều va đều, cái mảng va của nó rất là đều và đẹp nhé. Thì đây có thể là một trong những cái cây giống rất là đẹp để anh chị lựa chọn để sưu tầm nhé. Cây thì mặc dù nhỏ thôi, nhưng mà anh chị có thể trồng một vài tháng tới ấy, thì cây nó tăng kích thước nhanh, và nó có thể là nó cái lá của nó, cái size lá của nó sẽ tăng rất là nhanh. Khi đó thì nó rất đáng để sưu tầm nha anh chị. Đó, đây là dòng cây mà cái cây giống, nên anh chị có cái tài chính kinh tế thấp, hoặc là những anh chị mới tập chơi ấy, thì đây cũng là một cái lựa chọn khá là tốt để cho anh chị sưu tầm. Và cái thời điểm này thì cái mức giá nó xuống khá thấp rồi. Em nhớ đâu đó trước đây khoảng tầm mấy tháng là trước Tết ạ. Trước Tết khoảng tầm tháng 8, tháng 9 ấy, khi mà tụi em đi mua những cây làm mô ra. Tức là khi mà cái cây nó chỉ đạt cái kích thước nó khoảng tầm 10 cm thôi, không đến 12 cm đâu, chỉ là tầm 10 cm thôi, 8 đến 10 cm thôi. Là cái thời điểm đó là cái cây giống nó đã tầm 450 một cây rồi. Thời điểm này thì giá thấp đi thì tụi em sẽ bán thấp lại, để nó phù hợp với cả cái giá cả của cái thời điểm hiện tại. Đó, anh chị nào mà thích cái cây này, hoặc là thích cái dòng cây mà em đang quay này, thì anh chị có thể inbox cho em nhé. Và ngoài ra thì bên vườn của em còn rất là nhiều dòng cây đang có sẵn tại vườn. Anh chị thích dòng nào thì có thể để lại bình luận nhé. Em sẽ lên clip hoặc là em sẽ báo giá cho anh chị. Em bên ngoài ra bên em cũng có cung cấp những cái cây dành cho những cái shop cây, hoặc là những cái đơn vị muốn mua sỉ để về mình kinh doanh cái mảng cây kiểng lá này, cây trong nhà này. Thì các anh các chị có thể inbox cho em nhé, hoặc gọi cho em theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình. Đó, em
Xin kết thúc cái video này tại đây. Anh chị nào chốt được cây này thì inbox cho em nhé. 350.000 bao ship ạ.